chào các bạn. Mình tên là Phan Nguyễn Hùng Khoa, mình năm nay 24 tuổi. Thì mình qua Mỹ học ngành quản lý khách sạn ở bên bang Atlanta, ở ngay đại học Georgia State University. Thì khi mà vào phỏng vấn thì không có chuyện gì lạ cả. Thì chỉ cần các bạn là phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Thứ nhất là về cái học bạ học vấn của các bạn, thứ hai là về cái tài chính chứng minh của gia đình của các bạn phải rõ ràng. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là hỏi cái gì thì trả lời cái đó, đừng có run quá mà hả trả lời tầm bậy tầm bạ, rồi trả lời giống như học thuộc lòng, như giống như ảnh là đi luôn. Người ta hỏi tiếng Anh á, nếu mà mình không nói được tiếng Anh á thì mình nói tiếng Việt, nhưng mà khuyên các bạn là nên nói tiếng Anh. Nói thẳng là đi học á thì người ta sẽ dùng tiếng Anh để dạy, nên các bạn cứ việc nói tiếng Anh để cho người ta thấy cái thiện chí đi học của mình. Nếu như có bằng này bằng kia nữa thì các bạn cứ đưa ra để cho người ta thấy là bạn cũng thực sự muốn đi học. Thì tất cả cái thời gian mà mình chuẩn bị hồ sơ là mình thông qua chị Ý làm ở tỉnh Đại Dương này. Thì ngoài chị Ý ra thì có anh Bảo Anh. Mình khuyên các bạn là nên đi học lớp của anh Bảo Anh. Tại vì nói chung là lớp của anh Bảo Anh nói về thực tế rất là nhiều về cái phần chuẩn bị hồ sơ. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể thông qua chị Ý, tại chị Ý chuẩn bị hồ sơ cho mình. Thì mình học lớp của anh Bảo Anh, rồi mình thông qua những cái hồ sơ chuẩn bị của chị Ý. Thì nói chung là cái service và cái dịch vụ này rất tốt. Không biết cái gì thì các bạn cứ việc hỏi, chứ đừng giấu. Tại vì nếu như các bạn giấu mà các bạn không hỏi ra đối với những người tư vấn viên ở dưới, hay là các bạn không hỏi anh Bảo Anh á, thì coi như là các bạn tự giết mình luôn. Nói chung là ngày hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Mong các bạn sau này khi coi cái video này nó sẽ giúp được các bạn rất là nhiều. Và mong các bạn đậu giống mình và sẽ mở ra một tương lai mới khác.